Nguyễn Hữu Linh lộ việc lợi dụng các phong trào dân sinh để chống nhà nước. Từ đầu năm Kỷ Hợi 2019 đến nay, dư luận Việt Nam đã liên tục dồn sự chú ý vào 6 vụ xâm hại thân thể phụ nữ và trẻ em. Số này bao gồm vụ Cao Thị Mỹ Duyên vào ngày 4 tháng 2, vụ Nguyễn Trọng Trình vào ngày 24 tháng 2, vụ Đỗ Mạnh Hùng và vụ Dương Trọng Mờ vào ngày 4 tháng 3, vụ Nguyễn Thị Hà Yến vào ngày 22 tháng 3, và vụ Nguyễn Hữu Linh vào ngày 2 tháng 4 năm 2019. Việc dư luận gia tăng chú ý đến hiện tượng xâm hại thân thể phụ nữ và trẻ em, dù hiện tượng này đã tồn tại từ những năm trước, có thể đến từ ít nhất 4 nguyên nhân. Một là phong trào MeToo xuất hiện ở Mỹ vào cuối năm 2017 và lan đến các tòa soạn báo Việt Nam vào năm 2018. Hai là việc quốc tế gia tăng đầu tư cho các hoạt động NGO thuộc mảng bình đẳng giới ở Việt Nam trong năm nay. Ba là việc Việt Nam chọn năm 2019 làm năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Bốn là việc một bộ phận giới chống đối cho rằng trong năm nay họ nên tập trung phát động các phong trào xã hội vì lợi ích dân sinh thiết thực, như phong trào phản đối các trạm thu phí theo mô hình BOT để dễ hoạt động trong môi trường luật an ninh mạng. Trong bối cảnh phức tạp trên, từ giữa tháng 3 đến nay, các nhóm chống đối đã khai thác vấn đề xâm hại thân thể phụ nữ và trẻ em theo hai hướng. Ở hướng mềm, nhóm Haytrend cùng 12 NGO có đăng ký đã phát động phong trào Không bây giờ thì bao giờ. Trong đó, họ kêu gọi ký đề nghị để đòi sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến tội quấy rối tình dục mà dư luận chỉ ra là đang rất sơ sài. Ở hướng cứng, các nhóm chống đối cực đoan hơn cùng các thành phần giang hồ xăm trổ hoặc chơi xe trên mạng xã hội đã tuyên truyền rằng nếu Nguyễn Hữu Linh không bị khởi tố thì có thể thấy nhà nước đang định cho chìm xuồng vụ việc để bảo vệ giới quan chức, cán bộ. Trong quá trình tuyên truyền, họ cũng tiến hành một loạt các hoạt động phản đối và hoạt động truyền thông trên thực địa, bao gồm phong trào xịt sơn, treo quần lót, ném phân, chụp ảnh check-in trước cửa nhà ông Linh do Đỗ Minh Hoàng phát động. Phong trào treo biểu ngữ phản đối lên xe hơi do nhóm OFFB phát động, hoặc rộng hơn là vụ Dương Minh Tuyền đến Hưng Yên để trao tiền, đòi lại công lý cho nữ sinh Nguyễn Thị Hà Yến. Trong tuần qua, cả hai hướng truyền thông cứng và mềm đều có những động thái mới để khai thác vụ việc. Ở hướng mềm, ngày 17 tháng 4, bản kiến nghị mà Haytrend và 12 NGO từng kêu gọi ký tên đã được Mạng lưới Phòng ngừa và Ứng phó Bạo lực giới tại Việt Nam, GBVNet, gửi đến một số lãnh đạo và cơ quan nhà nước. Vào thời điểm đó, đã có 15.000 người ký tên vào kiến nghị. Ở hướng cứng, từ ngày 18 tháng 4, các thành viên của nhóm chơi xe hơi OFFB đã in hàng loạt biểu ngữ đòi bắt Nguyễn Hữu Linh, rồi dán lên xe và đi giữ trước nhà ông Linh. Nhà báo Nguyễn Quốc Bình, admin chính của OFFB, đã dùng trang tin điện tử Việt Nam Daily mà ông phụ trách nội dung để quảng bá phong trào này, đồng thời cổ vũ việc cộng đồng mạng, các chung cư và các quán cà phê đồng loạt dán ảnh tẩy chay các nghi phạm quấy rối tình dục. Hiện nay, các bài viết của nhóm OFFB chưa có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, dù thành viên Phạm Phạm đã đăng lời kêu gọi toàn quốc chống dâm ô của Đinh Nhật Uy vào nhóm này. Nhân phong trào của OFFB, Thái Văn Đường, một gương mặt chống đối đang trốn ở Thái Lan, đã kêu gọi biểu tình trước cửa nhà ông Nguyễn Hữu Linh vào ngày 21 tháng 4, tức hạn chót để khởi tố ông Linh. Dù biểu tình không nổ ra, nó đã khiến một số gương mặt chống đối, như Uyên Vũ, bày tỏ hy vọng rằng phong trào phản đối ẩu dâm sẽ phát triển thành một cuộc cách mạng đường phố trong năm 2019. Đi xa hơn, Nguyễn Vi Yên, thành viên chủ chốt của nhóm Haytrend, đã viết một bài dài để vạch chiến lược cho cuộc cách mạng này. Yên cho rằng, thay đổi sẽ đến từ một phong trào đa tâm, khi nhiều tầng lớp xã hội khác nhau liên tiếp phát động nhiều phong trào dân sinh khác nhau. Trong đó, không có lãnh đạo nào nắm vai trò nổi bật, khiến nhà nước không thể kiểm soát. Dù những phong trào này có nhiều khác biệt, chúng cùng nảy sinh do những hạn chế trong chính sách của nhà nước, cùng lan truyền trên mạng xã hội và cùng làm tích tụ bất mãn trong lòng dân. Khi bất mãn tích tụ đủ lâu và kinh tế Việt Nam ngừng tăng trưởng, một vụ việc gây xúc động bất kỳ có thể làm cách mạng đường phố bùng nổ, dẫn đến thay đổi thể chế. Khi ông Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố vào ngày 21 tháng 4, cả hai khuynh hướng cứng và mềm đều ăn mừng thắng lợi. Như vậy có thể thấy, hai khuynh hướng cứng và mềm vừa ủng hộ nhau, vừa tiềm ẩn mâu thuẫn với nhau. Về mặt ủng hộ, cả hai đều đặt mục đích sau cùng là lật đổ chế độ,
đều tận dụng động lực từ các phong trào dân sinh có phần chính đáng và đều sử dụng phương tiện là truyền thông, mạng lưới, hội nhóm online. Cả hai đều cổ vũ một trật tự chung, trong đó dư luận đám đông làm công việc của cảnh sát và tòa án. Dù cả hai khuynh hướng đưa ra hai yêu sách khác nhau là đòi bắt ông Linh và đòi sửa đổi luật, chiến thắng giai đoạn của khuynh hướng này sẽ trợ lực cho khuynh hướng kia. Thành viên của hai khuynh hướng có thể liên lạc, thảo luận với nhau qua một số không gian khép kín, bị chi phối bởi tiền tài trợ từ nước ngoài, như không gian sinh hoạt nội bộ của HRS, HayGen và Luật Khoa Tạp chí. Cùng lúc đó, hai khuynh hướng này cũng mâu thuẫn với nhau trên hai điểm. Thứ nhất, nhiều NGO cần giữ tư cách pháp nhân, một tư cách khiến họ bị cánh chống đối cực đoan gọi là vò chính thống do ghen tị. Thứ hai, nhiều cá nhân của khuynh hướng mềm không ủng hộ các hành động, ngôn từ mang tính bạo lực, quy chụp của khuynh hướng cứng. Dù hai khuynh hướng vẫn đang phối hợp hành động, mâu thuẫn giữa hai bên đã bộc lộ trong một số vụ việc đơn lẻ, như vụ đoàn trang công kích trí thức và vụ Kiều Dung tranh luận với Nguyễn Vy Yên. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra hai ý kiến. Thứ nhất, qua chuỗi sự kiện trên và bài viết của Nguyễn Vy Yên, có thể thấy giới chống đối thực sự có kế hoạch lợi dụng các vấn đề dân sinh như đất đai, ô nhiễm môi trường, xâm hại tình dục, thu phí giao thông bất hợp lý để tập hợp lực lượng cho các cuộc cách mạng đường phố lật đổ chế độ. Động cơ này đe dọa an ninh quốc gia của Việt Nam và không phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam. Như vậy, không có chuyện Green Tree chỉ là một nhóm bảo vệ môi trường, Saynet chỉ hoạt động vì quyền tự do ngôn luận, hoặc các nhóm đánh BOT chỉ hoạt động vì sự minh bạch trong vấn đề thu phí giao thông, như tuyên bố trơn thuộc của giới dân chủ. Người dân nên ý thức rõ sự khác biệt giữa các tổ chức chính trị trá hình này và các hội nhóm thuần túy hoạt động vì lợi ích dân sinh để không bị lừa tham gia các hoạt động phạm pháp. Thứ hai, mối đe dọa nhất thời từ các thế lực thù địch không che khuất được một thực tế rằng các điều luật liên quan đến xâm hại tình dục ở Việt Nam còn quá sơ sài, không đủ để bảo vệ người dân. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung những điều luật này và xét xử các vụ quấy rối tình dục một cách công bằng để đảm bảo lợi ích dân sinh, sao cho các thế lực thù địch không có cơ hội lợi dụng, vẫn là điều cần làm nhất.